Chị chào con đâu? Hàm số nhất là gì? Các em học chưa? Ai học rồi thì nói cho thầy biết thế nào là hàm số nhất. Qua. Nói đầy đủ không nào? Em ghi như sau. Hàm số bậc nhất. Là hàm số có dạng ngô hải đi học muộn này. Y bằng A nhân X cộng B. Trong đó A phải cả công. Được chưa? Thì trong những số này thì chúng ta có tên gọi như sau. X gọi là biến. Y gọi là hàm. A gọi là hệ số góc. B gọi là hệ số tự do. Rất đơn giản, đây là mấy cái tên đó. Ok chưa? Ví dụ cho hàm số y bằng 2x cộng 1, cái này sẽ là hàm số bậc nhất. Nào, hệ số góc bằng bao nhiêu? Nào. Đúng rồi. Chúc mừng em. Hệ số tự do y. Đúng rồi. Dạo. Hệ số góc đây, hệ số tự do đây. Ơi giời ơi, được thế nào, đơn giản được chưa? Ví dụ y bằng x trừ 5 là hàm số bậc nhất. Đã, vẫn hai câu hỏi như cũ, kem tự điền được rồi. Quá. Đang thượng nào? Đang thượng nào? Hệ số góc bài này là sai. Bình nào? Một tự do. Ấp 5, chúc mừng mình nhé. Giải thích. Đây chính là y bằng 1 nhân x cộng trừ mấy? Thì năm. Hy vọng là thì bắt lỗi một lần đấy nhé. 1 nhân x trừ 5. Như vậy hệ số góc của nó là A bằng 1. Được chưa? Còn hệ số tự do thì đơn giản rồi. Thứ âm mấy? Âm 5. Ok chưa? Ai đứng hết từ đây? Nhà đông làm. Ô, Kim Phượng chưa biết làm à?
Ông bảo là tên kiểu gì đấy, đang ở tay thường. Ví dụ y bằng 7x, cái này có phải hàm số nhất hay không? Có phải hàm số nhất hay không? Câu trả lời là có. Cái này là hàm số nhất. Giải thích có thể viết là y bằng 7 nhân x cộng đồng là kim phượng, hệ số góc bằng hệ số tự do bằng không định sản. Bạn nghe rõ chưa? Được rồi, thì nhiều bạn nghe chưa? Đây không phải là chủ nhật nhé. Vậy suy ra hệ số góc bằng hệ số tự do đây chưa? Ví dụ y bằng x chia 3 cộng với 5 phần 2. Đây có phải hàm số bậc nhất không? Phải hàm số bậc nhất không? Có, vậy thì x bằng bao nhiêu? A bao nhiêu? B bằng. Đúng rồi, định rồi nhá. Cái này sẽ là một hàm số bậc nhất. Em có thể viết lại như sau. Kiểu viết của nó gì là được đẹp mắt lắm thì mình viết lại nhá. Y bằng 1 phần 3 nhân x cộng với 5 phần đến 5 phần 2. Vậy từ đó suy ra hệ số góc. Hệ số góc bằng 1 phần mấy? 1 phần 3. Hệ số tự do. Đấy. Đọc lên. Ok, rất phê. Em có học được không? Hiểu rồi chứ? Anh không học bài, còn rốt mãi. Bài này liên quan gì bài trước đâu? Tức là bài này mà rốt là do chính em hiện tại không muốn học. Hoặc bản thân em cứ tự ti quá, lúc nào nghĩ mình rốt. Có một số bạn thông minh người ta chỉ có nhanh hơn chứ không phải là giỏi hơn nhé. Có những người thông minh người ta sẽ nhanh hơn, không phải giỏi hơn. Được chưa? Người giỏi tức là người sẽ đưa ra được điểm số cao nhất trong thời gian cho phép. Như trong thời gian vừa rồi đấy, quá trình học thì bản diện luôn luôn thể hiện là số 1, nhưng mà bài kiểm tra thì lại không. Như vậy là thông minh nhưng không phải là giỏi nhất. Kết được đúng một bài. Ôi trời. Hôm nay mà 10 nữa thì là cho 10.000. À, ví dụ tiếp theo y bằng 0x cộng 5 có phải hàm số bậc nhất hay không? Hải, tại sao không? Đúng rồi, a phải khác không chứ, đường này a lại bằng gì nhỉ? A bằng không, ai gọi đây hàm số bậc nhất được, đúng không? Hệ số hàm số bậc nhất thì hệ số a phải khác gì nhỉ?
các không đây đọc xem a các không nhé, đấy a các không được chưa, đấy a với các không mới được chứ, thì giờ thế này a bằng không thì thầy bảo để học đúng nhất, sai rồi nhá, cái này không phải học đúng nhất. Được rồi, lâu lâu đến được. Thế nào đủ nước ra tiếp. Bài. Ở nghỉ nhờ, hết một bài đó. Hết bài rồi, ok ạ. Thế đấy, trong sách giáo khoa bài 2 hàm số nhất là hết rồi. Hết rồi. Mọi người, nếu mai bạn này có chỗ nào? Bạn Rồi, tôi nghỉ nhá. Lớp chúng ta tạm nghỉ 3 giây nhá. Rồi, hết 3 giây rồi. Hết 3 giây. Hết 3 giây rồi nhá. Rồi, hết 3 giây rồi, còn việc tiếp nhá. A nhỏ. Điểm thuộc đô thị. Cho hàm số nhất y bằng ax cộng b, hô hỏi là đúng không, đi theo đó không cho điểm M đi, nó tọa độ là x M. Trước em làm quen với tọa độ chưa? Lại bảo là chưa. Nghỉ Chưa thì chả chưa, nghỉ mà cũng chịu xem lại bài. okay. Yeah. Ai cho video rồi? Em xin hứa sẽ chép bài học bài đầy đủ, thế cho nên là lần sau là phải xin nghỉ là bắt phải làm đơn và xin hứa làm đơn xin hứa chép bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, làm bài tập về nhà không, cứ chẳng có điểm tọa độ còn gì nữa nào, điểm thuộc đô thị được giải thích như sau. Đấy Hưng sao bây giờ phải đến cả trường, ông bảo mẹ bây giờ Hưng bây giờ đến muộn từ tiếng là lâu lâu ấy, 1-20 phút là như sau, nếu ta thay x bằng x thì x thay y bằng y m, và im bằng a nhân xm cộng b y điểm m thuộc phân tử y. Còn nếu thì thay x bằng xm y bằng im mà im bằng a nhân xm cộng b, đây đổi thành dấu gì khác khi điểm m không thuộc công thức. Lý thuyết thì nghe có vẻ dài thế thôi, bây giờ làm ví dụ thực tế thì các em sẽ thấy là cực kỳ ngắn, thay mấy giây thì xong. Ví dụ
cho hàm số y bằng 2x chữ 4 cho điểm M có tọa độ là 3 5, cho điểm N tọa độ 2 4. Hỏi trong hai điểm VN điểm nào thuộc đồ thị? Điểm nào không thuộc đồ thị? Thầy làm mẫu. À, thời tiết bên ngoài bao nhiêu độ, cảm giác oi oi khó chịu nhỉ? Hay ngồi mãi trong phòng là còn thấy khó chịu, ra khỏi phòng cái thì ui mặt. Tí nữa lúc nào sắp hết giờ thì bảo thầy tăng điều hòa lên nhé, tí nữa ra phải bảo sóng nhiệt thật. Được chưa? Xong nhá, nhìn thầy làm mẫu bài toán này. Khi làm bài nhá, thì mình chỉ cần nghĩ rằng là mình muốn kiểm tra điểm M nhá, mình sẽ thay x bằng mấy nhỉ? Y bằng 3 này. Được chưa? Mình sẽ thay y bằng mấy nhỉ? Y bằng 5 nhá. Được chưa? Rồi, cái quá trình mình làm có thể ghi chữ thay cũng được, không ghi chữ thay cũng được, kiểu ghi chữ ta có được được nhá. Trật tự quang. Quang có trật tự nhá, Quang với Việt có trật tự tương ứng. Hoàng Văn Quang với Việt có trật tự, mỗi đứa bị trừ 10.000. Được chưa? Là quá trình làm việc thì chúng ta không cần ghi chữ thay cũng được, hoặc có ghi chữ thay cũng được. Đó. Chúng ta làm như sau, là thay x bằng mấy nhỉ? Nhưng mấy? Bằng 3. Y bằng mấy nhỉ? Y bằng 5. Vào hàm số ta có. Đấy, em có thể bỏ qua chữ thay được. Nào thay vào nè. 5 bằng 2 nhân 3 trừ 1, đúng hay sai? Kiểm tra phép tính này xem đúng hay sai. Rồi, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, đúng rồi, 5 bằng 5. Vậy từ đó suy ra điểm M để thuộc đồ thị. Ok chưa? Ngon chưa? Là làm giống như vậy. Chúng ta thay x bằng 2 y bằng 4 vào hàm số ta có. 4 bằng 2 nhân 2 trừ 1, đúng hay sai? Sai. Và muốn thể hiện chỗ này sai thì em đừng ghi chữ sai nhé. Em đừng ghi chữ sai, em chỉ cần thể hiện là gì thôi. Các. Tức là nó không bằng thì tức là nó phải làm sao? Nó phải khác thì mình không ghi chữ sai. Được chưa? Nó không bằng thì nó là khác thôi.
nha. Đấy. 4 thì làm sao mà bằng 2 nhân 2 trừ 1 được? 2 nhân hàng 4, 4 cho 1 đồng mấy? Bằng 3. 4 làm sao bằng 3 được? Mình phải ghi là 4 khác 3 chứ nhỉ. Đồng ý không? Khác nhá. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là điểm M, điểm N chứ. Điểm N là số. Thế là xong rồi. Được không? Hiểu được không? Chưa hiểu lắm á. Kém gì? Là ví dụ tương tự nào, cho hàm số y bằng 3x cộng 2 y bằng 3x cộng 2 cho các điểm A tọa độ là 1, 5, B là 0, 2, C âm 1, âm 1, D 2, 3. Trong 4 điểm nêu trên, có tất cả bao nhiêu điểm? Thì thường căn cứ vào những bài dạy này mà ra để bài tập về nhà này. Đấy, xem file PDF ấy. Cái file PDF thầy gửi nhận lớp ấy. Chị Tú Anh vẫn dạy mình nhỉ? À? Chị sắp đi học rồi. Vào năm mà chị Tú Anh đi học ấy, mà mình muốn học một lớp tiếng Anh ít người ấy, thì đủ ấy khoảng 5-6 người. Bộ tiêu dạy nhỉ? Mẹ mẹ Phương, mẹ của cô Hải, mẹ Phương mình cô Hải tỉnh cô Dương này, cô Thương dạy tiếng Anh như tiếng ba ấy, cô giáo tiếng Anh trẻ ấy, mẹ Phương thì tỉnh phải cô Dương dạy. À, làm sao được, chờ này, chờ mấy bữa này xem Bình thích thế thì nhóm khoảng 5-6 bạn thôi. Đâu muốn học nâng cao thì chứ tiền sinh giỏi ghê phết nhỉ, tức là học một nhóm ít người thôi, học nhóm 5 người ấy. Nào mà có lớp nào ít người thì chào theo. Cách làm là tương tự như ví dụ trên nhé. Cái loại này thường chế thành câu hỏi đúng sai ấy, chấm cụm nhàn mà lại đúng theo form mới, tức là cho một cái hàm số nhá, xong thì là A thuộc đồ thị, B thuộc đồ thị, C thuộc đồ thị, D thuộc đồ thị đấy, đúng tất thì cho một điểm mà đúng đấy, cứ theo cái thang điểm đấy thì trắc nghiệm chỉ thế thôi, đúng tất thì một điểm, đúng 3 câu thì được 0,5, đúng 2 câu thì được 0,25, đúng 1 câu thì chỉ được có 0,1. Đấy, đúng cấu trúc thi của Sở Giáo dục bây giờ. Đấy gọi là loại trắc nghiệm đúng sai. Chấm cụm nhàn, kiểu lúc ra đề hơi hơi dài thì thôi còn chấm nhàn cực luôn. Nó chỉ có đúng và sai thôi mà, đúng không? Bé mới đúng sai chấm tỷ xong.
nhân đôi lên, ví dụ đúng được 2 điểm, đúng được 2 điểm, đúng một nửa thì 1 điểm. Chế cho 2 câu đúng sai, điểm cho là nhanh. 2 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận, thế là đủ 5 câu được rồi, 1 câu 2 điểm. Nào, các bạn câu trả lời chưa? Các bạn học on comment đi nào. Bịa đều cũng nha. Chả nhớ đến đích. Nào, cách giả lần này mình sẽ không ghi là thay nữa nhá. Mình âm thầm nói như sau này. Ta có luôn nhá. Thì ta hiểu là thay bằng mấy nhỉ? Để thử điểm A ta thay bằng mấy? Một thì ta không ghi là thay. Và đã đổ. Được chưa? Nào, năm nào. Năm bằng 3 nhân 1 cộng 2 đúng hay sai? Đúng. Như vậy điểm A có thuộc đồ thị không? Thuộc đồ thị. Sao? Tiếp tục với điểm B nào. 2 bằng 3 nhân 0 cộng 2 đúng không? Đúng. Như vậy điểm B cũng gì? Thuộc đồ thị. Tiếp âm 1 bằng 3 nhân âm 1 cộng 2 đúng không? Vẫn cứ đúng. Như vậy điểm C sẽ thuộc đồ thị. Tiếp 2 bằng 3 3 bằng 3 nhân 2 cộng 2 đúng hay sai? Sai thì gạch chéo đi. Điểm D thuộc đồ thị đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai, vậy gạch chéo đi. Đặt điểm D thế nào? Không thuộc. Có nghĩa là gạch chéo này thì cũng gạch chéo. Tức là bên này mà khác thì bên này cũng khác. Ok Chưa? Ủa sao chọn thế nào cũng được? Đây mình đang thay những cái số của đề bài đấy mà. Số này á à? Làm sao mà chọn lung tung được, số 5 đấy đây chứ. Chứng tỏ Phát chưa hiểu thật. Phát chưa hiểu thật, đấy cứ nghỉ học đi, khác không khác biết thế nào là lễ hội nhá. Số 5 lấy đây này. Được chưa? Số 5 là chính là gì đấy? Y bằng 5 đấy Phát. Còn ai chưa hiểu ra đây? Con số 2 đây đâu? Đấy. Không phải lấy tự do thích lấy số nào cũng được đâu, phải đúng số chúng ta đang nghiên cứu. Cái số nào cũng được thì nói thế thì có còn gì là làm bài nữa, thích lấy số nào cũng được thì nói là gì. Ok chưa, xong phim chưa mọi người, xong phim. Vậy chúng ta trả lời câu hỏi cuối cùng đi, có tất cả bao nhiêu điểm trong đồ thị rồi trả lời, có tất cả 3 điểm trong đồ thị.
cái kiểu ra đề đúng sai ạ, ra đề hơi dài, hơi hơi mỏi tay tí, nhưng mà chấm bài thì siêu nhanh. Ok chưa? Rồi, ví dụ tiếp theo. Cho hàm số y bằng 2x cộng b và điểm M tọa độ 1, 4. Tìm B để điểm M thuộc đồ thị. Cũng quên rồi. Xuất sắc, xuất sắc. Ai làm được bài này? Vũ là một, Quang là hai, Bình là ba, Quý là bốn, ta Ngô Hải có bốn người giơ tay thôi ạ. À? Ai Thùy Linh? Thùy Linh dạo này cao thủ lắm. Phát à? Ai Phát cũng hiểu rồi ạ. À? Anh Công Bảo à? Ai cha cả Công Bảo và Nguyên Bảo à? Ghê nhỉ. Mời Thùy Linh xinh gái nào. Cộng ấy cộng b được chưa nào, bây giờ tìm b d rồi, chúc mừng em Thùy Linh chính xác, bao nhiêu người ra số b bằng hai, ai ở đông lắm cả hai bạn Hải kia. Có mỗi Hoàng Hải sai thôi, hai Hải kia đúng. Đấy, các bạn Lan Phượng gì à? Kim Phượng làm được rồi, Lan Phượng được không? Cũng được gì đấy, đấy chưa? Có đi học nó khác ngay, có đi đâu cũng phải sợ nhá. Đã thế cho khó hơn. Ai Công Bảo làm đúng này, ghê chưa? Như vậy, cách giải đây này. Bạn Phát và mọi người chú ý nhá. Con 4 này không phải thích lấy đâu thì đấy nhá. 4 chính là gì? Chính là Y đấy. Đúng chưa? 4 chính là Y. Cũng giống như vậy, con một này không phải thích lấy đâu thì lấy đâu, một chính là mấy, chính là x, nghĩa là ta hiểu rằng là x là bằng một, y là bằng mấy, kiềng bốn đấy, con một con bốn là chui từ đấy chui ra rồi nhá, không phải là tự nhiên mình lấy con một con bốn đâu ra đâu nhá, cứ thay vào thôi xong thì chắc có về nhá. Ví dụ cho y bằng a x
cộng 5 và điểm M có tọa độ là 1, 3. Tìm A để điểm M thuộc đồ thị. Đấy, Lan Phượng với Kim Phượng cứ nghỉ vãi đâm ra là thanh học sinh dốt rồi chứ. Thứ hai bạn đi học là không dốt giỏi thì chắc chắn là không đến lượt hai bạn rồi, nhưng không đến mức dốt. Cứ ngồi nhà sợ mãi. À đấy, hôm nay lại không mang mang cho thầy đâu Phượng. À, hết rồi. Đừng là không qua luộc thì sao. Mình không biết làm bài này đúng không? Em không. Mình mới gì nhỉ? Quỳnh nói chuyện tâm sự với nhau trong giờ. Thương ơi Thương, có nước mía cả đấy. Cho nước vào, cho đá vào, cho nước vào. Mang cả một cái cốc vào đây. Có người comment rồi này, có người comment rồi nè. A bằng âm 2. Đấy, công bảo tự dưng lại học tốt thế nhở. Nghi ngờ đã, nghi ngờ là có trợ giúp lắm. An làm được không? Thôi chết rồi An ơi. Lần này chị Linh đang dạy hai đứa nội dung gì? Thả luôn vào đấy mà uống. Thả tất đá vào trong đấy, xong thì rót nước mía vào. Đó. Uống được. À được uống mà. Xé bỏ túi luôn. Ngọc làm được không? Mình dàn lên. Ngọc. Rồi. Ba. Ba. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở lớp 6. Chết rồi. Toàn lớp 6 mà. Sai rồi. A bằng 3 trừ gì? 3 trừ 5 toàn lớp 6 này. A bằng trừ gì? Trừ 2. Bạn là người đã đáp số trừ 2 ra đây. Ơi, Lan Phượng làm đúng, Kim Phượng chắc lại sai dấu giống như ấy rồi. Giống Ngọc. Đồng lắm, để Trang đúng rồi nè. Hết rồi. Đấy, các bạn làm đúng hết rồi. Kể bạn gì cơ nhỉ? À, Tâm đúng hết rồi. Đi. Đúng hết. À còn Quỳnh với Đức chưa biết làm à? Nhá, Quỳnh với Đức nhá. Chị Thương tranh thủ ra đề đi. Tranh thủ ra bài kiểm tra ấy. Ra bài kiểm tra tương tự như bài này. Không thì thôi để tí đẩy ra luôn cho Tốt nhất là im im đi, không có tí ta thầy cho bài có quyền nói thì tiêu rồi. Phần 3. Vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị thì phải có thước nhá. Thì theo sách giáo khoa chúng ta có là đồ thị của hàm số bậc nhất. Là một đường thẳng. Đấy, là theo sách giáo khoa nhé. Theo sách giáo khoa thì đồ thị hàm số bậc nhất sẽ là một đường thẳng.
Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em ví dụ nhé. Ví dụ hãy vẽ đồ thị. Y bằng x trừ 3. Nào từ từ nào. Vẽ đường đồ thị y bằng x trừ 3. Cách vẽ như sau. Là mình sẽ phải chọn hai điểm nhé. Em thích chọn lấy bằng bao nhiêu cũng được, đấy là quyền của em nhé. Nghe chưa? Lần này là do quyền của người giải toán. Thông thường thì người ta sẽ chọn x để làm sao để cho y bằng 0. Ví dụ chọn x bằng 3. Được chưa? Đã đường 3 thì thay vào đây được y bằng mấy nhỉ? Hải với trật tự. Đọc không nghiêm túc thì nào, thì kia thì thoát thế nào được. Y bằng điểm không. Tại sao thầy lại chọn y bằng 3? Thì thực ra chọn x bằng bao nhiêu cũng đúng nhá, chọn x bằng 2, bằng 1, bằng 4 được hết á, bằng 10 được hết á nhá, chọn bừa cũng vẫn được luôn á, được chưa? Đúng rồi, tức là khi mình nói đến chữ chọn tức là quyền mình rồi, mình phải có quyền chọn chứ, đúng không? Mình chọn tức mình có quyền, nhưng mà phải nói như thế này này, nói là có quyền nhưng mà mình phải chọn điểm nó đẹp chút. Bây giờ chọn x bằng 100 thì vẽ là vẽ thế nào, có vẽ đúng chưa? Đấy. Tức là quyền thì nó một vừa hai phải thôi, nghênh ngang quá không ra cái gì, được không? Cũng giống như này, có một số thứ mà mình có quyền nhé, chẳng như tiền là của mình đây, ví dụ là nhìn tiền là nhìn thấy tiền đấy, đây tiền đây là của mình nhá, tiền chưa? Ok, mình thích làm gì thì làm đúng không? Không phải đâu, ví dụ như mình mua hàng nha, mình ném tiền cho người bán hàng thì không được, thái độ đấy rất kém đúng không? Mình phải đưa tiền cho người ta, hoặc là vẫn là tiền nên nộp học phí đúng không, đưa học phí cho thầy, cái này là Quỳnh hay Dính này nhá, đấy là kém nhá. Khi đưa tiền cho người lớn phải đưa gì nhỉ, hai tay, kể cả em đi ra chợ mua thịt thế đưa hai tay, nhưng mà nó không phải tùy vận dụng, trong tình huống là ví dụ một tay mình đang dắt xe thì một tay mình đưa thì cũng người ta cũng nói gì, nhưng bây giờ rõ ràng hai tay mình đang bình thường này, mình sẽ đưa tiền một tay cho người lớn cũng hay nhá, cũng hay, nghĩa là tùy hoàn cảnh chứ không phải lúc nào hai tay. Đấy, tức là quyền mình, hiểu ý chưa? Tiền của mình thì mình có quyền sử dụng, nhưng mà sử dụng như nào cho nó hợp lý thì đừng có nghênh ngang, nghênh ngang là dại, được không? Thì bình thường nếu mình có đủ hai tay thì mình đưa hai tay, cụt mất một tay rồi đưa một tay, hoặc là một có đủ hai tay nhưng một tay đang bận dắt xe, bận sách túi đồ ấy thì đưa một tay cũng được, ok chưa? Còn bình thường có hai tay thì cứ đưa hai tay cho người ta lịch sự, chả mất gì cả. Nói thật là chả mất gì, không có gì đâu, nó lịch sự thôi. Nào y bằng công nhá, như vậy là xin nhắc lại cái việc chọn x bằng bao nhiêu lần này là hoàn toàn quyền ta, nhưng mà việc chọn x bằng 3 sẽ rất là hợp lý vì khi đó y được quá đẹp luôn, y bằng mấy nhỉ, yên công. Như vậy chúng ta có điểm A này, có tọa độ lấy bằng 3 này, y bằng gì, y bằng công này sẽ thuộc đồ thị, được chưa? Mình lại chọn tiếp nhá, chọn hai lần, lần thứ hai mình sẽ chọn y bằng công. Nào chọn x bằng 0 thay vào đây. Y bằng âm gì? Âm 3. Như vậy mình sẽ được điểm B nhé. Có tọa độ là 0. Và âm gì? Âm 3. Thuộc đồ thị. Thì sao thầy lại chọn điểm đẹp thế? Thì chọn nhiều nó quen mà. Bắt đầu vẽ hình nhá. Nào vẽ nào. X bằng 3, y bằng 0 chính là điểm A. X bằng 0, y bằng âm 3 chính là điểm B. Có hai điểm A, B chúng ta dùng các kẻ nối với nhau. Kéo dài ra. Được chưa? Và đây chính là đồ thị hàm số y bằng x trừ mấy? X trừ 3. Đâu. Công bảo lý do gì mà học online đấy?
bị ốm. Nghe khó tin lắm, vẫn khỏe lắm. Không chưa? Rồi bây giờ kiểm tra nhé. Kiểm tra. Ok. Em không cần chép đề nhá. Bài một. Có thích gì nữa, ghi rõ họ tên, số điện thoại. Đây là trả lời đúng sai nhá. Đúng thì em ghi chữ đúng. Sai thì em ghi chữ sai. Đồng cần trả lời là một, A đúng, B sai, C đúng, D sai. Đây là cách trả lời về đúng sai. Để cho câu trả lời chỉ có một dòng. Không cần chấm đề mở. Bài 2 cũng là câu trả lời đúng sai nhá. Là đúng sai rất là nhanh thôi. Hỏi đến câu thứ bao nhiêu rồi? Không tập trung học bài gì cả. Từ nãy đến giờ nhắc hai lần về cái chuyện mất tập trung. Cứ ngồi đến giờ cười cười nghênh 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 nghênh. Không chép đề bài. Không những không chép đề bài là trả lời ngay, còn thầy hướng dẫn cách trả lời rồi được chưa? Chẳng hạn như trả lời bài 1 này, A đúng, B đúng, C đúng, D sai. Chẳng hạn đây là cách trả lời được chưa? Hiểu ý chưa? Người chấm rất là nhàn, người làm rất là nhàn, chỉ có mỗi người ra đề là hơi vất tí thôi. Người ra đề phải chép nhiều hơn. Nhá, thương chị thương vất vả thôi. Chữ C
Đấy là hai câu đúng sai nhá. Được chưa? Câu tiếp theo. Chết đẹp. Không câu nào có chất đề hết, cứ làm luôn. Đấy, chị thương ngồi rảnh là sẽ chế luôn bài tập về nhà tương tự như cái đề thi này, tương tự nó không cần phải có thì cả chẳng thì cứ gửi luôn cho bố bạn Trọng đỡ phải học nhiều. Chắc bố bạn chưa biết, nghĩ là thầy cũng được ăn tối rồi đấy. Ai uống nước mía thì uống nhá. Câu đúng sai khác biệt làm đấy nhá, làm đúng hết được 2 điểm, đúng 3 trên 3 con sai 1 con thì chỉ được có 1 điểm thôi. Đúng rồi, đúng luôn của tờ tự không này. Thế còn làm được đúng 2 sai 2 thì được 1,5, còn chỉ đúng 1 sai 3 thì được 0,2. Đây là em nhau chắc này, nhầm một tí là đi luôn các bạn. Tờ hai câu khác nhau cùng là tách ra một câu đấy, okay. Oh. bốn là một câu đấy, không đấy. Em là hai nghìn hai mươi 2 lần đi 10 lần thì em câu 4 đấy là một câu đấy. Anh đi tất cả không cảm thấy gọi là xong. Đúng rồi, cả 2 điểm nó đều đi qua. Ấy thế
đừng có nhìn nhau, bởi vì cái kiểu trắc nghiệm này nhìn nhau toan tất, bởi vì chỉ nhầm một tí thôi mà lại nhầm giống nhau nữa thì thôi không còn gì. Cách ra đề trắc nghiệm này mới của sở rất là hay, bởi vì em phải đúng tất em mới được 2 điểm, đúng 3 mà sai 1 thì chỉ còn có một nửa thôi, dã man luôn. Việt đến lấy 10.000 này Việt. Thầy ơi, thầy trừ mày mình đang hồi nãy Không, nếu bây giờ được 10 điểm thì vẫn có 10.000. ấy. Giờ mà được 10 điểm vẫn có 10.000. Đấy, chỉ tương vừa học luôn. Tí nữa ngồi tất cả ngồi im nộp theo bàn nhá, không ai được phép lộn xộn, rồi theo bàn để xem hai người gần nhau có sai giống nhau không. Chuyện đó cứ xác định hai người làm ngồi gần nhau sai giống nhau, thứ nhất là bài đấy là không cho điểm, thì thứ hai nữa là báo lên Zalo để cho bố mẹ biết, con mình đi học không lo học chỉ lo lừa rồi đấy. Cứ ngồi im, ai xong trước thì để lại bài đúng ở chỗ của mình, cầm sách vở đi về, để bài đúng trên mặt bàn đấy, đắc quả đi cho nó đỡ, cho nó tỏ ra nghiêm túc, cho nó yên tĩnh nham hiểm em, đắc quả đi. Điều hòa này đủ lạnh rồi, đủ lạnh là đi ra sốc nhiệt thật, đi ra ngoài trời tầm này tổng thật thì ai làm xong cứ úp bài để đấy. Đúng rồi, a trừ một mở đóng ngoặc nhân x cộng b thì a thì b đấy, cái khu vực là ba bạn bạn là cứ để y mười tuổi úp vào đấy, úp có thể đi ra ngoài đi về, úp có thể đi về úp bài đấy, ghi nhận Vũ là số 1, trong trường hợp hai đứa bằng điểm Vũ sẽ là cao nhất. Đấy, cứ úp bài để đấy rồi đi về, thì ra phòng ngoài chơi, ra phòng ngoài làm mặt xấu, họ hét cười đùa chào cá mấy đứa bên trong. Để một số chỗ nha, cái khu vực bàn 4 nha, bàn 4 với bàn 5 này là nhóm con trai đấy là dễ có nguy cơ nhìn vào nhau, cho nên tí nữa đặt kỹ những cái bài này đúng gần nhau thì thôi cho qua.
nhưng chỉ cần sai giống nhau một cái thì xác định. Đánh vào chụp ăn cho một ngày mình đã là giải đặc biệt rồi thì chấp gì mấy con lô nữa, đã mình đã 10 điểm lại nộp sớm nhất rồi thì chấp gì mấy cái đứa lại điểm thấp làm sao đấy. Nếu em đã 10 điểm mà lại nộp bài sớm nhất thì 10.000 là chắc chắn của em rồi, không phải cãi. Mà phải mở bài hẹn để Tao bởi chưa rồi. á, biết mà phải mở vở thẹn, bình mở vở Thôi. thẹn á. Hai ngày với ông đi ăn đi chơi cũng thấy mang quà gì về đấy. Đâu à, thế được rồi đấy, phát như thế chưa, người ta có quà đấy, nên mình bốn mâm ăn uống linh đình không nhớ gì đến thầy kìa. Những cái đứa này mang xương chó, thịt chó lại ngon quá, ăn thịt chó đi lại ngon quá. Người ăn thịt chó là bình thường, ăn thịt chó ngon mà, người ta thấy thịt chó ngon thì mức độ được một số loài, ví dụ như là thịt gà thì người ta nấu giả cầy, thịt lợn thì người ta nấu giả cầy của mình, thịt chó nó ngon mức độ như thế. Thương năm nay thi học sinh giỏi không, sắp thi chưa, có tài liệu ôn thi chưa? Ủa thì ôn thi thì phải có tài liệu chứ. Ý, vụ xấu không? Làm xong rồi thì ngồi để tắt điện để cho con nào không làm được. Xấu tính nha. Con 2 điểm gì đâu mà chia. Con một đấy thì 2 điểm thì trả lời đúng thì được 2, sai một con thì mất nửa, nó giống như thi của bộ giáo dục ấy, nhưng mà đây là nhân đôi, hiểu con một hai chưa đấy. Con 3 thì tìm mỗi b thôi, tìm mỗi b đấy thì lúc nay như bài mẫu để em tự chia. Con 4 thì tìm được a thì được 1 điểm, tìm được b được 1 điểm. Con 5 thì chọn được 2 điểm thì được 1 điểm, vẽ đồ thị được 1 điểm nữa. Phát mà được 10 kể lục cao nhất thì vẫn cho 10.000.
hôm nay là mở cửa đi, không khống chế số lượng, cứ 10 điểm là 10.000. Trong trường hợp không ai được 10 điểm thì người cao nhất và sớm nhất sẽ được 10.000. Tức là kiểu gì có người có tiền. Trừ khi là cả lớp được 10.000, 10 điểm phải sợ. Cả lớp hối lộ chị Phương tất nháy với chị giơ ngón tay lên thì nói là 50-50, để chị Phương cho tất cả lớp 10. Tính điểm vẽ hình. Này, tay này định 10 điểm thì sao đấy? Đạt đến 10 điểm. Làm xong cú qua đi đấy. Để thực xem những cái trường dạng. Bình mất tự tử. Bình không mang được cuộc tờ. Biên liệu được 6 điểm không? Thế là tốt. Biên học kém không kém lắm, tức là bình thường. Như anh Chiêu ngày xưa học kém mức độ, thầy giáo còn nhắn tin cho mẹ bảo là anh Chiêu đừng có thi vì nếu thi cũng không đỗ đâu. Anh trai của Biên này, ngày xưa thầy giáo dạy toán của anh Chiêu ấy, nhắn tin cho mẹ là bảo Chiêu học kém quá, có nghĩa là đừng cho đi thi vì nếu có đi thi cũng đỗ được đâu. Đang thì hôm báo điểm thì thi điểm điểm chiều có ba ấy, anh chiêu được mấy điểm nhỉ? 9. Thầy giáo khốn nạn thật, con thì người ta dốt đến mức độ là
Quyền là không nên đi thi vì thi cũng không đỗ được thế mà nó vẫn thi, không những là vẫn thi mà còn tín điểm rồi đúng nào, không hiểu là thầy giáo gì giỏi tốt chưa biết nhưng mà tư cách kém thật. Cái này không riêng gì trường 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 nếu trường Vạn Thắng nhỉ, rất nhiều trường khác có một thời có cái tệ là đấy, tức là cứ đứa nào học kém kém ấy là thầy cô và nhà trường là đề nghị là đừng thi. Đấy, 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 đấy. Có một thời tôi con chào là khốn nạn thật, thằng nào nghĩ ra cái trò khốn nạn thật cứ út mà để đấy đi về của ai làm xong để nguyên đấy về hết, xong để lại chỗ đấy chỉ tôi chỉ được thôi. Vũ mất trật tự cho không một vài trong nhỏ với chị ơi. Làm xong thì nghỉ thôi, bảo làm xong thì chụp bài gửi cho vào cho nhóm lớp. À, mấy đứa làm xong rồi đi ra ngoài đỡ ồn. Của ba qua cứ để nguyên chỗ đấy thương ơi. Ui giời đấy, tình cảm đã phải đến nay chưa, mình có
phải là giàu tình cảm tấm lòng như nào à, xem tấm lòng à, tấm lòng đâu đấy trên đấy ba những người chị năm chục nhớ về bảo mẹ nhá, trước là năm chục nay là năm chục, kiếm tiền dễ ra đấy, kiếm tiền dễ nhờ à. Chưa kiếm năm chục nay là kiếm năm chục, sao lại nói trá, cái này nó mới là thật lòng này. Nói thế để cho bọn em kỹ xuống đấy. Ôi mấy đứa xong rồi đi về để các bạn ở lại còn làm. Cứ để không bạn một vài chứ. Bạn nào kẹp theo bạn đấy. Người cãi. Quang đóng cửa vào. Đẹp như thế. Em nhận thì là cái này cũng có cái đó cái đó cái sáng nay chị lên là do một cái ăn chờ sẽ mơ rồi đó cái lấy năm đi một thầy, sáng nay là lấy một thầy năm đi đi Lan Phượng này được 6 điểm không? Chị đi nhỉ? Chị Vân Anh năm nay học trường gì? Đúng không? Anh à? Thích nhỉ? Được tổng bao nhiêu điểm? Thế là khéo. Điểm là môn nào cao cao mà là đỗ được? Văn là cao là tốt. Ngành nên toán chắc 6 nhỉ? Tiếp, học giỏi đấy. Có thể không có gì. Hãy